Xin chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của Nghĩa. Hiện tại thì Nghĩa đang ở trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau khám phá chợ Thạch Đà nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì mình đang ở ngoài, phía ngoài, ở trên đường Phạm Văn Chiêu, ở trước nhà thờ Thạch Đà. Thì đã thấy rất là nhiều người buôn bán bên hai đường luôn, hai bên lề đường ha. Và cái khúc này là mình đi lại chợ Thạch Đà đó, chứ chưa tới chợ luôn. Là xung quanh ở phía bên ngoài thì đã có nhiều người buôn bán lắm rồi. Đó, cả nhà thấy không? Một buổi sáng rất là nhộn nhịp. Đó, rau nè. Này người ta tự nhóm lên người ta bán ở ngoài. Đó, bên kia đường nữa nha. Hai bên đường luôn. À, bên kia nữa nè. Đây là phía ở ngoài đường á, chưa có vào chợ Thạch Đà đó cả nhà, mà đã có hai bên đường rồi, có rất là nhiều người buôn bán rồi. Đây là mà thịt bò, thịt heo đó, bên đó là rau tươi. Đó, xin lỗi, bên đó là hoa tươi. Phía bên kia là có người bán thịt cầy, thịt chó đó, còn gọi là thịt cầy đó. Đây bán gà vịt nè. Chào cô. Cầy. Gà, gia súc, gia cầm. Đó, thịt heo. Đây. Đây mới chính thức là chợ Thạch Đà nha. 343 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Chào mừng cả nhà. Chào cả nhà đã đến với kênh của Nghĩa nha. Hiện tại thì Nghĩa đang đứng trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Nghĩa sẽ cùng với cả nhà khám phá chợ Thạch Đà nha. Xin mời cả nhà. Nè, chợ Thạch Đà nha cả nhà. Chào chị luôn. Chị đây là ngay cổng chợ luôn nha. Bán trái cây, bán đu đủ, với lại nho, với lại bưởi. Em kênh YouTube kênh của Nghĩa chị. Kênh của Nghĩa nha. Rồi chúc chị mua bán đắt nha. Rồi, chào chào mọi người với chị. Dạ cảm ơn chị. Đầu tiên mình vào chợ thì sẽ có là bãi giữ xe, để giữ xe vào chợ. Đó. Đây xung quanh phía ngoài thì người ta bán quần áo rất là nhiều. Đó, quần áo nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào chợ, có nhiều để mình xem có bao nhiêu cái lối vào chợ nha. Đây, đây là một cái lối vào phía bên này, một cái lối chính diện đường này. Rồi xem phía bên này, đây cũng là một cái lối nữa. Đó, là có ba lối vào chợ Thạch Đà. Mình đi vào lối chính diện trước đi ha. Chú, làm ơn cho con hỏi là chợ này cũng mới mười mấy năm thôi không chú? 18 năm rồi. À, 18 năm, đúng rồi, dạ cũng mới. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn cô. Chúc cô mời bán đắt ha.
Dạ đây con kênh YouTube kênh của Nghĩa để quay chợ lên cho mọi người xem á. Dạ cảm ơn cô. Đây có một cái cửa hàng bán dạ bán đồ cúng, đồ thờ rồi đó. Nè vào thì có sạp trái cây. Đó. Chào cô. Đó. Đây là trái cây nè. Này có hàng khô. Rồi mình thẳng vào trong xem thế nào. Wow, cũng 18-20 năm cái ngôi chợ này rồi. Nghe thịt bò. Bò tươi. Thịt heo. Đó, trong đây cũng rộng gì bán rất là nhiều đồ nha. Nghe cửa hàng khô. Quay cho ra cho mọi người xem. Đó. Bò này. Bên phía trong này thì cũng cái mái của chợ là bằng tôn nha. Đó là thiết kế theo kiểu là hai mái hai bên. Bán được không chị? Dạ. Đó đây là phía. Đây là phía bên trong của chợ Thạch Đà nha. Dạ hả? Trời. Sao thấy nhiều người mua bán đông vui quá mà không ai mua hết nha. Đây nè, ở trong chợ thì bán đầy đủ nha. Rất là nhiều người bán thịt nè, tươi. Dạ, tức là người bán nhiều hơn người mua hả chị? Đây là nhìn tươi quá trời đây nè. Đó. Đây ốc heo luôn nè. Đó, dồi trường. Dạ. Ờ, chúc mấy chị mua bán đất nha. Trời ơi. Ở đâu ngày 10 con. Đây, chào cô đây à. Chú này quảng cáo cô này bán ngày 10 con heo nè. Có không cô? Ngày bán 10 con heo có không? Không hả? Trời ơi, tưởng 10 con heo là ngon rồi. Rồi, mình tiếp tục vào trong nha. Ồ, cái này là chào anh, da heo hả? Da của bà đó. Dạ. Ồ, phía bên trong này cũng bán rất là đầy đủ nha. Đó, cá nè, hải sản. Chào cô. Phía bên trong chợ Thạch Đà buôn bán đồ rất là tươi nha. Dạ. Đây có cô bán các loại cá biển trong chợ Thạch Đà nha cả nhà. Đây là cá này, cá hồng phải không cô? Cá hường với cá hồi tươi quá nè. Cá hồi rồi cá biển, cá thu. Đó, này là sốt cà ăn cơm. Chào chị ha. Dạ xíu em vòng qua đó. Đó bên đây là có cô bán tôm. Đây là từ ngoài cổng chính mình đi thẳng vào luôn. Mình có tôm. Hôm nay là khu này là bán cá. Rồi mình ở phía bên này cũng còn đông lắm nè. Tí xíu mình qua đó. Giờ mình chào. Mình quay lại cái hướng này cái. Này rau. Tí xíu mà để ngọt cây măng hơn nữa đâu. Gà. Đó. Dạ. Này phía bên này cũng có một chị bán cá biển.
có thịt gà, thịt heo luôn, đồ mực tươi nè, cá chim, tôm đầy đủ. Đó, dạ chào chị nha, chú chị mời bán đất nha. Dạ kênh của Nghĩa, kênh của Nghĩa, như đánh vậy là ra. Dạ cảm ơn chị. Đó, mình dọc ra phía này đi, cái hồi mình vòng qua mấy bên kia luôn. Đây. Wow. Chào chị. Chào, em xin phép quay cá chê vàng này nha. Quay gì quay, cá quay lương quay gì quay. Đây cá chê vàng không chị? Vàng, rồi lương vàng nè. Có phải là cá đồng lương đồng không chị? Đúng rồi. Đó, đây là cá đồng lương đồng nha. Cá lương, không ấy. Lương, đây là cá hú. Đây là chừng đổ tôm mực. Ồ, cá này cá gì ta? Chị cá này cá gì chị? Cá he, đúng rồi, cá he. Cá nhỏ nhỏ giống cá lăn quá ta. Ồ, cá lóc đồng này, chứ mang lóc đồng ra cho người vây nè. Đó. Cá lóc đồng. Đây cá chê. Đây là mực, bán được không chị? Đây rai. Đó. Rai, chúng mày chai, chúng chị mua bán đất nha. Dạ. Dạ, chị Thùy Chí cá đồng. Đó, chị em trong chợ Thạch Đà của mình nha. Đây. Bán được không chị? Đây là chị bán quần áo nè. Cũng đủ loại hết nè. Ngày nọ ngày kia hả chị ha? Dạ, thôi chúc chị mời bán đất nha. Rồi, mình vào trong. Dạ. Rồi. Mình đã qua nè, giờ mình ở phía bên bên đó. Nên một vòng mình nhìn ngược cho ra ha, thấy người ta buôn bán có rất là nhiều. Đây, bên này có một hướng nữa. Rồi, mình đi hướng này vậy hết đi, mình vòng ra phía ngoài chợ. Phía này là bên trong chợ nha. Trong đây thì bán quần áo, giày dép. Người bán gà vịt. Đây. Có một chị bán gà trong chợ Thạch Đà. Chào chị ha. Nhiều loại quá, nhiều gà vịt quá ha. Lòng luôn đầy đủ nè. Đó. Lòng rồi xương luôn, rồi cổ. Đây đầy đủ. Dạ. Chúc chị mua bán đất nha. Dạ. Dạ, đây nãy qua chỗ đó rồi. Đó, có một mấy cô mấy chị ở trong chợ quá dễ thương luôn. Dạ chào chị. Đây này. Nói là bên đây là bán hàng khô, quần áo với lại đồ khô thôi. Đó. Mình sẽ đi ngược vào phía bên trong, hồi nãy mình thấy bên trong bên tay trái có một cái lối ra nữa, ngoài kia chắc cũng có người buôn bán. Cảm ơn. Hello, xin chào mọi người. Dạ chào chị ha. Trời ơi, bán được không chị? Trời ơi, chú chị mua ai bán đất đi chị ơi.
Dạ cũng tương đối mát mẻ. Chào chị ha. Dạ. Đây, thịt gà nha. Đây cũng là một chị bán gà, bán vịt. Dạ đó. Siêu rẻ. Ngon nha. Dạ, rồi cảm ơn chị nha. Chúng con bán đắt rồi, gà to mập ghê ha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Chủ xinh đẹp nữa hả chị ha. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng, chúc chị mua bán đắt nha. Rồi. Hàng rau. Rồi mình sẽ quẹo ở phía bên tay trái. Đấy. Dạ dạ. Đây đây. Để qua luôn. Rồi. Bắp đây. Đây là hiện tại khu vực này vẫn là nằm trong chợ Thạch Đà. Mình đang đi thẳng ra phía ngoài. Thì theo mình thấy là phía ngoài người ta cũng buôn bán. Mình quay ra cho cả nhà xem luôn nha. Đó. Đây là lối mà ra ngoài đường với cổng chợ lại nè. Giờ mình sẽ đi đường này. Mình đi vào này, khúc này vào trong trước rồi mình đi ngược trái ra. Đó. Ở đây là phía ngoài rồi nha. Cũng ngoài đây thấy cũng có nhiều người buôn bán rất là nhiều. Người ta bán cũng đầy đủ các loại á, cá biển, cá đồng rồi đầy đủ hết. Ồ, em chào chị. Chị làm ơn cho em hỏi con cá này là cá gì chị? Con cá gì lạ vậy ta? Cá leo. Đó. Còn cá leo. Còn con bên đây cá gì chị? Cá lăng hả? Cá ngát. Wow. Chỉ có hai con cá rất là lạ nha. Đây là con cá ngát thì cũng nhiều người biết rồi, nhưng mà cá này là chắc ít người biết nè. Cá leo. Đó. Cảm ơn chị nha. Chúc con ăn đắt cho chị. Đây là có cá đua non. Cá đua non bự chút nè, cá đua non nhỏ luôn nè. Đó, cá chê mặt sẵn. Đây là cá lóc non. Đó, cá chê vàng. Cá chạch. Rồi. Tiếp tục mình đi vào bên trong. Đây là quầy rau củ, sau đó là trái cây tươi. Trái cây quá tươi, có đầy đủ loại, giá cả đầy đủ luôn đó. Thẳng vào phía trong. Wow, ở phía bên ngoài chợ này đi thẳng vào trong cũng rất là sâu đó nha. Thịt bò. Này là bán khoai lang, khoai từ, mía. Mía gốc tại chỗ luôn nè. Đó, rồi chị cắt mía nè. Chào chị nha, mời YouTube cho mọi người xem chợ Thạch Đà mình ha.
đây là mình cắt mía. Còn cái dao này là mình chế hả chị? Chế. Nhìn cắt ngọt dữ ta. Trời ơi, nhanh chóng quá vậy. Dạ, kênh của Nghĩa. Kênh của Nghĩa. Vậy thôi là lên nè. Để chị thấy hình em à. Đó, đây mịt mía gót sạch. Nhìn giòn quá ta. Dạ vâng, đây nó những cái mía tươi nè. Đó, trời, chị gót rất là nhanh luôn. Này là quen hả chị ha? Đó, chị cắt cái phần đó. À, cái máy này nó cũng hay nè. Cái nào mình lấy thì mình để vào trong ha. Không, mắt thì mình đưa ra ngoài. Đấy. Rồi, ở đây cái này của chị bán luôn hả? Đây đó, đây là phía bên hông, bên chợ Thạch Đà nha. Đi vào sâu vào trong là bán chuối nấu, rồi khoai từ, khoai lang, rồi bánh dày, bánh chưng đầy đủ ha. Có cá chè nữa. Ở đây có tương ớt rim Quảng Ngãi gì luôn. Rồi, vậy đó mé chị vui vẻ đó, chị cười nè. Rồi, chúc chị mau bán đắt nha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Đó, một buổi sáng mình lang thang trong chợ Thạch Đà để quay chợ cho mọi người xem, cho cả nhà xem. Thẳng vào bên trong luôn, rất là xa. Đó, đây cũng có chỗ bán hải sản nè, rất là tươi. Quay chợ à? Dạ, quay chợ Thạch Đà. Dạ. Đây. À, cảm ơn anh, để cho em qua xin phép quay mấy con này nhé, mấy con mực. Đây là một người anh ở trong chợ Thạch Đà, phía bên này là bên từ bên tay phải của chợ, là đây, từ đầu chợ vào phía tay phải ha. Có một cái hàng của anh này bán tôm tươi còn sống luôn nè, có ghẹ, ghẹ sống còn cũng tương đối là rất là tươi ha. Ghẹ, tôm sú, tôm thẻ. Đó, con mực này mực khổng lồ ha. Mực này là nhiêu ký anh? 27, 270 to ha. Rồi, chúc anh mua bán đắt nha. Ok, cảm ơn em. Dạ. Rau củ đi vào trong cũng rất là xa luôn á, tương đối ở ngoài này là buôn bán nhiều. Đây là bên trong chợ Thạch Đà. Này là cái lóc đồng nữa nè cả nhà, cái lóc đồng, cái lô đồng phải không chị? Này phải cái lóc đồng không chị? Đó, cái lóc đồng. Lóc đồng thì nó ốm nhưng mà ăn thì nó ngọt hơn cá lóc nuôi. Đó, cá rô. Trứng, gà, trứng vịt. Một cửa hàng bán rau củ. Tôm. Để vào phía bên trong là như là sắp hết rồi. Vẫn còn, mình vẫn còn đi ha. Đấy. Rồi tới đây thì bắt đầu lưa thưa rồi. Qua phía bên này. Một buổi sáng ha. Buổi sáng ở chợ Thạch Đà, quận Gò Vấp. Đây là phường 14. Rau củ, trái cây rất là nhiều. Heo, đùi gà, cánh gà, hoa tươi. Một buổi sáng. Đó.
chim cút. Đây có bà bán vé số. Đây con quay cho, con mua cho. Nè bà, cầm giùm con cái. Nè từ từ chưa nha. Nè, 2.000 nữa phải không bà? Rồi 18 rồi đó. Rồi cho con hai tờ cùng số nha bà. Rồi chúc bà sức khỏe nha. Dạ. Rồi chào bà, chúc bà sức khỏe. Đây. Hướng này mình ra thẳng trở ra là ra lại đường Lê Đức Thọ, ra lại cái đầu chợ. Đó, cái hướng này thì mình đi thẳng ra ngoài. Bên đây là bên hông của chợ Thạch Đà, mà thấy cũng buôn bán rất là nhiều. Buổi sáng bây giờ thì tầm khoảng 7-8 giờ sáng thôi mà trời đã rất là nắng rồi. Đây là cũng bán cá các loại, rau củ. Rất là nhộn nhịp. Đây là phía ngoài. Đó. Cũng có rất là nhiều người buôn bán. Ấy à. Có cô kia chạy đụng mình luôn. Đây là gần ga tới ngoài đầu lộ rồi. Đây là cái khu vực hồi nãy mình vào chợ nè. Đường này nè. Đó. Mình thấy là phía ngoài này cũng buôn bán rất là nhiều. Đây là cửa hàng trái cây nè. Này là bán tôm sống. Đó, tôm còn sống luôn. Này, cua. Rất là nhiều ha. Tôm. Rồi. Này có cá biển nè. Này là cá mú hả chị? Rồi, này là cá mú, này là ghẹ. Cua. Ốc tươi quá trời, ốc móng tay còn sống luôn kìa. Móng tay trên đây có còn rộng cá mú nữa nè. Đó. Rồi mình đeo qua hướng bên này đi. Đây mình thấy mọi người bán nhiều hơn.
đi bộ. Dạ, em quay mấy con cá. Thôi, cá rô. Dạ đây chị, dạ chào anh. Em quay đây lên phía bên hông chạy Thạch Đà nha, gần ở ngoài đầu lộ. Buôn bán rất là tươi. Cá các loại nè, tôm, đồ ăn. Đây. Rồi, chào hai chị, chào anh nha, chúc mừng bán đắt nha. Xem gà gà vịt mướp đắng. Đây là bán ốc, các loại ốc. Cho em xin phép qua mấy con ốc nè chị. Đó, nó bò ra ngoài luôn nè. Ốc bu. Ốc bu, ốc lát, ốc gạo, ốc đắng, hàu, ớt, sò dẹo, sò lông, con ốc móng tay, sò huyết, ốc len, ốc cà na, ốc hương, nghêu. Con này là con gì vậy? Nghêu tím. Đó, thấy em đọc đúng tên hết trơn không chị? Chúc hai chị mau ăn đắt nha. Đấy. Rồi, đây là ra ngoài đường Lê Đức Thọ lại nha. Hồi nãy là mình đi cái dọc bên hông chợ Thạch Đà, tức là đường số 59. Đó. Đây là ra ngoài ngoài đường lại rồi. Đó. Vừa rồi là một vòng mình cùng với cả nhà Nghĩa, cùng với cả nhà đã tham quan khám phá chợ Thạch Đà, một ngôi chợ cũng tầm 18 đến 20 năm tuổi thôi, tại số 343 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Và ngày hôm nay thì video mình xin được kết thúc tại đây. Xin chúc cho cả nhà có nhiều sức khỏe, an lành trong cuộc sống nha. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Đây là chợ Thạch Đà.